Xin chào anh chị nhà đầu tư ha, chào mừng anh chị mình đến với kênh YouTube của em, kênh YouTube chứng khoán RMC Finance. Thì như thường lệ cuối ngày, em cũng ngồi lại với anh chị mình để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Một phiên mà thị trường của chúng ta tăng 11,34 điểm, tương đương với 1,09%. Thanh khoản có dấu hiệu cải thiện. Nhìn chung là nếu mà trừ cái giao dịch thỏa thuận đi, thì thanh khoản giao dịch khoảng đâu đó là khoảng gần 8.000 tỷ. Đây là một cái mức thanh khoản có những cái dấu hiệu nó gia tăng dần. Và đây là một cái tín hiệu tốt đối với một cái thị trường của chúng ta mà đang trong một cái biên độ đi ngang trong những cái giai đoạn vừa qua. Và hôm nay chính là một cái phiên mà em đánh giá là một cái phiên mở xu hướng cho thị trường. Tại vì cái thứ nhất nó có những yếu tố thu hút về dòng tiền. Cái thứ hai nó có những cái biến độ và nó vượt qua những cái ngưỡng kháng cự ngắn hạn là quanh cái ngưỡng vùng 1040. Đây là những cái ngưỡng mà em với anh chị mình cũng đi đánh giá là khi mà nó có những cái yếu tố nó bứt thoát về những cái mặt xu hướng, đặc biệt nó có những cái yếu tố của các mã cổ phiếu dẫn dắt trong những cái nhịp này của thị trường. Nên là anh chị mình sẽ thấy những cái mã cổ phiếu mà nó giữ nhịp tốt nhất trong một cái chu kỳ mà thị trường chung của chúng ta ảm đạm trong những cái giai đoạn vừa qua là nó đã có những cái dấu hiệu nó bứt phá trong những cái phiên vừa rồi. Hôm qua là nhóm ngành thép, hôm nay đến những cái nhóm ngành dầu khí và đầu tư công. Đúng ạ, đây là những cái trạng thái tích cực để mà nó thu hút những cái dòng tiền quay trở lại đối với thị trường, và hầu như là nó có những đều có những cái tín hiệu cả. Giống như là trong xuyên suốt trong những cái giai đoạn vừa qua, em cũng có cập nhật với anh chị mình là cái phiên ngày hôm qua là cái phiên mà bắt đầu khối ngoại người ta quay trở lại, người ta mua ròng. Hôm nay khối ngoại vẫn tiếp tục người ta mua ròng trở lại. Đúng ạ, nó vô hình chung nó sẽ làm cho một cái hiệu ứng thị trường chung của chúng ta nó sẽ tích cực. Nó trong xuyên suốt trong những cái giai đoạn gọi là những cái phiên mà thị trường chung của chúng ta điều chỉnh giảm thì khối ngoại là cái khối mà bán nhiều nhất. Đúng ạ, thì em cũng có cập nhật với anh chị mình á là khi mà một khi mà cái khối ngoại này á người ta quay trở lại người ta mua ròng là lúc đó thị trường chung của chúng ta nó sẽ sớm ổn định và nó tạo ra những cái vùng cân bằng. Tuy vậy thì trong những cái vùng như thế thì nó đã hầu như nó đã có những cái mã cổ phiếu nó bứt thoát trước. Đúng ạ, nó có những cái mã cổ phiếu khỏe nó đã bứt thoát trước, giống như ngày hôm qua là nhóm ngành thép là nhóm ngành mà bứt thoát đầu tiên. Thì hôm nay đến những cái trạng thái nhóm ngành dầu khí, rồi đến những cái nhóm ngành nó mang tính chất thuận theo thị trường. Đấy, thuận theo thị trường là có nghĩa là nó đồng pha theo thị trường, nó có những cái dấu hiệu nó bật tăng, giống như là trạng thái mình banh hay là những mảnh chứng khoán. Đúng không ạ? Từ đó nó hình thành nên những cái quá trình hồi phục của thị trường và nó tạo cho thị trường một cái phiên mà em đánh giá cái phiên ngày hôm nay là cái phiên mở biên của thị trường của chúng ta để mà nó tạo ra một cái điểm sóng mới đối với thị trường. Đây là một cái yếu tố tích cực của thị trường của chúng ta, anh chị lưu ý ha. Và một cái điều nữa là đến đối với cái việc mà thị trường gọi là cái yếu tố hiện tại của thị trường là những cái nhóm ngành bất động sản là cái nhóm ngành nó mang lại một cái yếu hiệu ứng về mặt tâm lý cực kỳ cao. Có nghĩa là khi mà cái nhóm cổ phiếu này giảm nó sẽ gây ra một cái hiệu ứng tâm lý. Tại vì sao anh chị? Tại vì cái nhóm ngành này là được nhiều nhà đầu tư mình quan tâm, nhưng mà sao, nhưng mà cái cơ bản cái hiệu quả đầu tư hay là những cái bối cảnh hiện tại của cái nhóm ngành nó vẫn còn có nhiều những cái biến đổi. Đúng ạ, nó vận động chung là chủ yếu theo những cái tin tức, theo những cái vận động về mặt chính sách. Đấy, nên là anh chị mình sẽ thấy khi mà cái chính sách nó bắt đầu gọi là chính phủ của chúng ta bắt đầu tháo gỡ dần những cái nút thắt đầu tiên thì anh chị mình sẽ thấy những cái sự phản ứng tích cực từ cái nhóm ngành này. Hầu như là nếu mà cái nhóm ngành bất động sản nó không gây tiêu cực nữa thì nó gọi là nó sẽ bổ trợ cho các nhóm ngành khác nó chạy. Đúng ạ, thì em cũng có hướng cho gọi là cũng cập nhật với anh chị mình là ba cái nhóm cổ phiếu. Đúng ạ, có những cái nhóm cổ phiếu mạnh hơn thị trường, nhóm cổ phiếu đồng thuận theo thị trường và nhóm cổ phiếu yếu hơn thị trường. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật với chị mình về những cái chiến lược giao dịch với ba cái nhóm ngành cổ phiếu đó để mà chị anh chị để mà mình có được những cái hành động nó tối ưu nhất. Tại vì một khi mình xác định đối với thị trường của chúng ta là gọi là mình nhận định thị trường của chúng ta đang trong một cái chu kỳ tích lũy dài. Đây là một cái chu kỳ tích lũy rất là dài của thị trường của chúng ta và sau này nó sẽ xuất hiện những cái cơn sóng lớn. Nhưng mà cái bản chất với những cái nhịp này thì vẫn đánh giá là những cái nhịp độ ngắn của thị trường, có thể nó hồi gọi là trong những cái điểm sóng này khi mà nó có những cái dấu hiệu mở biên thì những cái target tiếp theo nó sẽ quay trở lại, nó test lại những cái vùng nền biên trên đối với cái chu kỳ tích lũy này. Đúng không ạ? Còn những cái giai đoạn sau là một cái giai đoạn mà khi mà nó có sóng thì nó sẽ có một cái cơn sóng rất là lớn. Thì đó là một cái câu chuyện về sau, còn câu chuyện thời điểm hiện tại là mình sẽ xem xét qua những cái từng cái nhịp ngắn đối với thị trường của chúng ta. Thì đây là một cái điểm gọi là cái điểm mở xu hướng và nó sẽ có một cái cơn sóng hồi phục khi mà nó quay nó để mà nó hồi trở lại, nó quanh cái ngưỡng những cái vùng nền biên trên. Thì em đánh giá cái target tiếp theo có thể nó sẽ rơi vào khoảng vùng 1080, nếu mà xung lực tốt có thể vùng 1100 đối với những cái nhịp này đối với thị trường của chúng ta, anh chị lưu ý ha. Vì vậy mà mình cùng nhận diện qua được khi một khi mà mình biết chúng ta đang ở đâu của một cái chu kỳ. Tại vì cái chu kỳ của thị trường thì mình xác định là có giống như là chu kỳ của một con người là sinh lão bệnh tử đi chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì chu kỳ của thị trường cũng thế, có gọi là có tích lũy. Đấy, có tích lũy này, có phát triển, gọi là uptrend, nó tăng giá, sau đó sao gì? Bão hòa phân phối, sau đó là suy thoái, là đè giá. Đúng không ạ? Thì chu kỳ này mình xác định là một cái chu kỳ
gọi là chu kỳ tích lũy, thì mình sẽ có được những cái chiến lược giao dịch đầu tư nó phù hợp, đúng không ạ? Tại vì cái bản chất trong một cái chu kỳ tích lũy, mình chọn những cái con mạnh vận động tốt hơn so với thị trường thì mình mới có được mang lại những cái hiệu quả đấy. Nên là đơn cử mà trong một cái chu kỳ mà tích lũy nó đi ngang, nó tương đối chán nản trong những cái phiên vừa qua, thì chị mình sẽ thấy là các mã cổ phiếu nó khỏe thì nó sẽ được giữ giá tốt nhất, và bắt đầu khi mà thị trường chung của chúng ta nó có những cái bước tiến ổn định từ cái phiên ngày qua là bắt đầu nó tạo ra những cái điểm bứt phá. Đấy là những cái tín hiệu tốt so với thị trường. Thì anh chị mình thử nghĩ là cái con mà mạnh nhất của thị trường mà anh chị mình không tìm kiếm được lợi nhuận thì những cái con yếu thì làm sao mình tìm kiếm lợi nhuận được, đúng không ạ? Đấy, nên là mình phải xác định qua cái chu kỳ này, nhận diện chu kỳ này là một cái chu kỳ tích lũy, và chu kỳ tích lũy thì mình phải tập trung vào các mã cổ phiếu, đúng không ạ? Chứ còn bản chất anh chị mình xem qua, anh chị mình những cái nhà đầu tư nào em đánh giá, nếu mà mình cứ bám sát vào các vận động của thị trường á, em bảo đảm với anh chị mua chu kỳ này có thể là anh chị mình sẽ bỏ lỡ rất là nhiều những cái mã cổ phiếu. Tại vì sao? Tại vì đối với một cái thị trường của chúng ta, anh chị mình để là thị trường luôn sinh ra trong một cái gọi là sinh ra trong ảm đạm, tăng trong nghi ngờ và chết đi bởi những cái sự hưng phấn thỏa mãn, đúng không ạ? Thì anh chị mình sẽ thấy trong một cái quá trình ám đạm như thế này, nhà đầu tư mình rất là chán nản. Nếu mà anh chị mình cứ bám sát vào cái chỉ số, gọi là bám sát vào những cái chỉ số vận động của thị trường, thì anh chị mình sẽ thấy là nó cứ một phiên tăng sau đó là 3-4 phiên giảm, đúng không ạ? Nó tăng một phiên sau đó nó giảm lại 3 phiên. Đấy, thì cái việc mà cái tâm lý nó tác động với anh chị mình cực kỳ nhiều, đúng không ạ? Đấy, nên là hầu như là đối với những cái việc mà anh chị mình quan tâm về mặt chỉ số thì anh chị mình sẽ thấy cái vấn đề là tăng anh chị mình cũng sợ, mà giảm anh chị mình cũng sợ. Tăng thì không dám mua, nhưng mà giảm thì lại gọi là rất là sợ, đúng không ạ? Đấy, nên là những cái nỗi sợ nó cứ đeo bám anh chị mình trong xuyên suốt trong một cái chu kỳ tích lũy dài đối với thị trường. Đấy là một cái gọi là cái vận động tâm lý, gọi là vận động tâm lý mà không thể tránh khỏi trong một cái chu kỳ tích lũy, đúng không ạ? Nên là mình phải nhận diện qua để mà gọi là nhận diện qua một cái chu kỳ gọi là chu kỳ tích lũy á, mình đã xác định được một cái chu kỳ tích lũy á, thì mình sẽ sao vậy? Thì mình sẽ có những cái chiến lược để mà đầu tư trong giai đoạn này, đúng không ạ? Đấy, nên là trong những cái giai đoạn tích lũy của thị trường này, có nhiều cái nhóm mà em có cập nhật với anh chị mình nó bứt phá rất là tốt, đúng không ạ? Có những cái nhóm thép này, đấy, nhóm dầu khí này, nên là khi mà thị trường chung của chúng ta nó ổn định lại thôi, thì các nhóm đã bắt đầu nó bứt phá trước, từ đó là sẽ kéo lên những cái mã cổ phiếu nó mang tính chất gọi là ưu tiên số 2, chính là những cái nhóm đồng pha theo thị trường. Đấy, nên là chị mình thấy hôm nay là những cái nhóm ngành gọi là cái nhóm ngành bứt tốc đầu tiên á, thì nó sẽ đến từ những cái nhóm ngành thép này, những cái nhóm ngành đầu tư công này, những cái nhóm ngành dầu khí này, là những cái nhóm ngành nó có xu hướng bứt tốc, đúng không ạ? Còn những cái nhóm ngành mà nó vận động chung theo thị trường, anh chị mình sẽ thấy hôm nay nó cũng có những cái dấu hiệu nó hồi phục. Đấy là những cái nhóm ngành chứng khoán này, là những cái nhóm ngành banh này, đấy là những cái trạng thái vận động của từng cái nhóm ngành nó luân phiên với nhau, nó là như thế. Thì từ đó nó mới hình thành nên một cái phiên mà nó bắt đầu nó mở ra một cái xu hướng mới cho thị trường của chúng ta. Thì em đánh giá đây là cái phiên này là cái phiên mà nó mở ra một cái nhịp gọi là cái nhịp độ hồi phục cho thị trường. Thì nếu mà gọi là cái target thì hôm trước có mở một cái gap này, thì em kỳ vọng nó sẽ quay trở lại, nó lấp lại cái gap này trước mắt. Đây là những cái target mà em đặt ra đối với thị trường của chúng ta. Tuy nhiên là cái cách gọi là để mà mình đầu tư thì mình vẫn tập trung vào những cái nhóm cổ phiếu mạnh, những cái nhóm cổ phiếu nó mang lại cái hiệu quả đầu tư cho anh chị mình là cao nhất, đúng không ạ? Đấy là một vài cái nhận định của em. Thì đối với cái thị trường trong cái phiên ngày sáng nay thì anh chị mình sẽ thấy nó có một cái yếu tố gọi là nó quay trở lại, nó lắp gáp. Nó quay trở lại, nó lắp gáp ngay trong phiên mà nó gặp lại ở những cái ngưỡng hỗ trợ trước đây của thị trường, lập tức nó có được những cái lực đỡ. Nếu mà anh chị mình quan sát kỹ trong cái phiên ngày hôm nay á, là cái việc mà quay trở lại lắp gáp nhưng mà có những cái mã cổ phiếu nó vẫn giữ nhịp được, đặc biệt là hai cái dòng là cái dòng thép và cái dòng dầu khí trong cái phiên ngày hôm nay nó có những cái tín hiệu nó giữ nhịp được. Đấy là những cái nhóm ngành mà nó tạo ra được một cái tín hiệu tích cực cho thị trường của chúng ta. Thì hôm nay là thị trường chung của chúng ta giảm bởi vì một cái số phát biểu của ngày hôm qua của ông chủ tịch, gọi là chủ tịch của Fed là ông Powell, đúng không ạ? Thì có phát biểu là có khả năng tăng mạnh cái vấn đề về mặt lãi suất, nên là anh chị mình sẽ thấy sáng nay thì có những cái sự vận động chung về mặt tâm lý. Nên là em đang có đánh giá với chị mình á, thường các sự vận động gọi là các sự vận động ở cuối phiên hay là vận động từ đầu phiên á, nó sẽ chịu tác động nhiều bởi những cái yếu tố tâm lý. Nên là mình phải, khi mà nó đã có được những cái yếu tố gọi là các tin tức nó tác động á, thì chị mình phải chờ đợi những cái nhịp cân bằng, đúng không ạ? Đấy, nên là khi mà những cái dấu hiệu của những cái dòng mạnh nó vẫn còn đang giữ giá thì thị trường chung của chúng ta nó sẽ rất là khó để giảm sâu. Thì quay ngay lập tức nó đã có được những cái lực cầu quay trở lại thì nó tạo ra những cái phiên đóng cửa cao nhất phiên. Đây là những cái dấu hiệu mở biên đối với thị trường của chúng ta, đúng không ạ? Nó sẽ tương tự giống với cái phiên này này.
À, nó tương tự giống với cái phiên này nè, đây là một cái phiên mở biên xu hướng, đúng ạ. À, ngày mai là một cái phiên xác nhận này nữa thì nó sẽ có một cái cơn sóng dài, còn là cái cơn sóng đủ một cái biên độ để mà anh chị mình tìm kiếm cái lợi nhuận đầu tư, đúng ạ. À, thì kỳ vọng nó sẽ là những cái nhịp nó quay trở lại lắp lại cái vùng nền gap trên cái ngưỡng này đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là đã có nhiều cái mã cổ phiếu xong chị, trong lúc mà thị trường chung của chúng ta ảm đạm, nó đã hình thành nên những cái nhịp tích lũy, hình thành nên những cái yếu tố đỡ giá, đúng không ạ? Thì khi mà thị trường chung của chúng ta nó ổn định thì các cổ phiếu nó bắt đầu nó bứt thoát, nó bật tăng đi lên, đúng không ạ? Đơn cử giống như là những cái nhóm ngành thép này, nó đã bật tăng khi mà một cái chu kỳ tích lũy dài của nó, đúng không ạ? Nhóm kim này đã bật tăng rồi, đúng không ạ? Thì hôm nay là test về lại vùng cái nền bật tăng tiếp, đúng không ạ? Thì hôm nay tiếp tục có những cái mã cổ phiếu khác của những cái nhóm ngành giống như là nhóm ngành dầu khí, đấy, BVS bắt đầu tạo ra những cái xu thế vượt đỉnh, đúng không ạ? Thì đây là những cái nhóm ngành nó khỏe, hay là đầu tư công nó có những cái dấu hiệu nó tăng trần, đúng không ạ? Nó tăng trần trở lại để mà nó tạo ra những cái hiệu tích cực để mà nó thu hút những cái dòng gọi là cái dòng tiền quay trở lại đối với cổ phiếu, đúng không ạ? Nói tiếp theo những cái nhóm ngành gọi là giống như nhóm ngành chứng khoán này, anh chị mình để là những cái cách vận động của nó đồng phe theo thị trường, có nghĩa là những cái vận động này vẫn đang trong một cái biên độ tích lũy, nên là nó sẽ về bên dưới nó có hỗ trợ, lên bên trên nó sẽ gặp kháng cự, thì những con này có khả năng ngày mai nó sẽ quay trở lại những cái vùng 20 la, gọi là quanh cái ngưỡng 26 nó sẽ gặp những cái áp lực, đúng không ạ? Những cái con này là những cái con mà nó có những cái sự vận động chung, nên là anh chị mình thấy là khi mà nó có xu thế thì cổ gọi là khi mà thị trường chung của chúng ta nó cân bằng, nó ổn định, nó bắt đầu nó mở biên xu thế thì những cái con này nó bắt đầu nó bật tăng đấy, nó vì thế mà nó cũng sẽ có những cái sự vận động chung. Nhưng mà cái bản chất đối với những cái nhóm ngành khỏe thì vẫn đánh giá là những cái nhóm ngành nó vượt đỉnh, đúng không ạ? Đã có rất là nhiều những cái nhóm ngành vượt đỉnh trong lúc thị trường chung của chúng ta ảm đạm đấy. Đấy là những cái dấu hiệu để mà mình cùng nhau gọi là mình đầu tư, mình cùng nhau mình nhận diện ra trên cái thị trường của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, nên là những cái điểm tích cực của thị trường của chúng ta chính là cái việc mà gọi là thứ nhất là cái khối ngoại người ta bớt không bán ròng nữa mà người ta quay trở lại người ta mua ròng, và những cái thông tin tích cực từ cái việc mà cái quỹ Fubon người ta gọi là tăng cái sở hữu, gọi là cái tăng cái sở hữu vốn, tăng cái nguồn vốn lên, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ hai chính là cái nhóm ngành bất động sản nó có những cái sự phản ứng tích cực giống như là con đất xanh đấy. Bất xanh hôm nay phản ứng tích cực đấy, chỉ cần những cái nhóm ngành mà nó tạo tác động về mặt tâm lý giống như là bất động sản đó, là nó không gây những cái hiệu ứng tiêu cực nữa thì nó sẽ để cho những cái nhóm ngành khác nó chạy, thì đấy là một là những cái dấu hiệu để mà mình nhận diện qua cái thị trường của chúng ta đang trong một cái nhịp như thế nào, đúng không ạ? Nó đã hình thành trong một cái giai đoạn gọi là tạo đáy ngắn hạn đối với thị trường, từ đó nó sẽ hình thành cho những cái quá trình gọi là quá trình hồi phục của thị trường của chúng ta trong những cái nhịp sóng sắp tới, đúng không ạ? Đấy, nên là cái việc mà mình quá chú trọng vào những cái chỉ số thì sẽ rất là khó đầu tư trong giai đoạn này. Đấy, nên là cái việc á, cái gọi là trong lúc á mà mình xác định đây là một cái chu kỳ tích lũy dài và đồng thời thị trường cũng đã có những cái mô típ của những cái mã cổ phiếu tạo đáy, đúng không ạ? Thì các mã cổ phiếu gọi là thì hầu như các mã cổ phiếu khác nó đã vượt đỉnh hết rồi đấy, nên là chị mình cứ tập trung phân tích thị trường, sẽ không mua gọi là sẽ không mua được những cái con mạnh, mà đa phần anh chị mình sẽ mua vào những cái con yếu, những cái con nó chưa chạy. Nếu mà anh chị mình xem qua này, hầu như là 4 phiên trước anh chị mình đâu có dám mua đâu, đúng không ạ? Mình nhìn cái chỉ số mình sẽ không dám mua, nhưng mà sao vậy? Nhưng mà cái bản chất nó đã có những cái con vượt đỉnh, đúng không ạ? Đấy, thì bắt đầu cái phiên ngày hôm nay anh chị mình thấy những cái nhà tư mình thấy tích cực mình tham gia vào, thì bản chất những cái con này nó đã tăng một cái vùng nền xe rồi, đúng không ạ? Thì mình sẽ sao vậy? Thì thường như thế thì anh chị mình sẽ tìm đến những cái con rẻ, những cái con mà gọi là con yếu, đúng không ạ? Thì những cái con yếu sao chị, nó tăng thì nó sẽ tăng theo thị trường, nó sẽ có những cái tín hiệu nó hồi phục theo. Nhưng mà sao chị, nhưng mà khi mà thị trường chung chẳng may nó quay trở lại, nó test trở lại, nó một cái quá trình đi lên này, thì nó sẽ có những cái nhịp test, đúng không ạ? Thì những cái nhịp test đó, thì nếu mà cái doanh nghiệp có những cái nội tại yếu hay là cái thế của cái nhóm ngành nó yếu thì nó vẫn sẽ có những cái trạng thái nó quay đầu đấy. Nên là đối với cái việc mà anh chị mình tập trung phân tích thị trường trong một cái chu kỳ tích lũy lớn thì anh chị mình sẽ dễ mua vào phải những cái con yếu mà mình có sao chị, trong một cái chu này kỳ này mình gọi là mình xác định cái chu kỳ nó ở đâu thì mình sẽ có được những cái chiến lược nó ở đó, đúng không ạ? Đấy, nên là mình cái việc mà mình cứ tập trung vào những cái con cổ phiếu thì anh chị mình sẽ mua được những cái con mạnh, và những con gọi là thị trường tăng á thì nó gọi là có những con yếu á, thị trường tăng nó chưa cho tăng, nhưng mà thị trường giảm thì nó sẽ có những cái trạng thái nó phản ứng nhanh, đúng không ạ? Đấy, nên là cái vấn đề hiện tại nó không nằm ở cái thị trường chung mà nó nằm ở cái bản chất của những cái ngành nghề và các vận động của các mã cổ phiếu, đúng không ạ? Thì thị trường tăng thì các mã cổ phiếu mà nó mang lại một cái hiệu quả đầu tư cao á thì nó phải tăng trội hơn so với thị trường, hay là thị trường giảm thì những cái yếu hay là những cái yếu tố tin tức nó tác động á thì nó phải chịu ảnh hưởng ít nhất,
Thì đấy mới là những cái con anh chị mình nên đầu tư, và nó phải mang lại một cái hiệu quả đầu tư cho anh chị mình cao, là cao nhất, và nó cái mức độ an toàn của anh chị mình là cái yếu tố gọi là cái rủi ro nó sẽ ít nhất. Anh chị lưu ý ha, nó là trong một cái chu kỳ tích lũy đi ngang hấp thụ thông tin thì nhìn qua cái thị trường á thì anh chị mình sẽ khá là chán nản. Nếu mà anh chị mình bỏ qua cái phiên này đi thì hầu như là một phiên, hai phiên, ba phiên, bốn phiên, năm phiên, sáu phiên, bảy phiên vừa rồi anh chị mình sẽ thấy cực kỳ chán nản, nếu mà không tính luôn những cái phiên điều chỉnh này, đúng không ạ? Đấy, nên là nó tạo ra một cái yếu tố cực kỳ chán nản. Nên là trong một cái chu kỳ này thì mình nên xác định là cái việc mà mình đầu tư thì mình cứ đầu tư vào cái con mạnh nhất, mình tìm kiếm được cái yếu tố gọi là tìm kiếm lại ở những cái dựa trên những cái con này, đúng không ạ? Thì thanh khoản đối với thị trường thì nó vẫn gọi là nhìn chung là 7.000 tỷ thì nó cũng có những cái dấu hiệu nó gia tăng đấy, nên là sao chị, nên là thường cái biên tăng hay là những cái yếu tố gọi là của thị trường chung của chúng ta trong những cái phiên vừa qua, anh chị mình sẽ thấy là cái biên tăng cổ phiếu nó không có nhiều, biên tăng của thị trường nó không có nhiều, nhưng mà có, nó không phải là cái việc mà, nhưng mà nó không có nghĩa là mình không đầu tư được, không có những cái con nó đi ngược lại cái xu thế của thị trường, đúng không ạ? Chẳng qua cái cơ hội thời điểm hiện tại á thì nó được chọn lọc và nó sẽ kén nhà đầu tư hơn đấy, vì vậy mà nó sẽ đòi hỏi nhà đầu tư mình có phải có được những cái phương pháp mà mình nhận diện cái cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh theo từng cái chu kỳ để mà nó phù hợp với thị trường. Chứ còn bản chất giống như những cái giai đoạn mà thị trường bật tăng đi lên rất là mạnh mẽ giai đoạn này đi thì cái bản chất anh chị mình mua con nào cũng lạ cả, đúng không ạ? Thì cái bây giờ là thị trường chung của chúng ta là một cái thị trường nó đi ngang, nó tích lũy, nên là nó đòi hỏi cái việc mình phải có những cái yếu tố nhận diện nó tốt hơn và cái có được những cái phương pháp để mà mình đầu tư nó phù hợp trong những cái chu kỳ này đối với thị trường của chúng ta để mà mình cùng nhau mình tìm kiếm cái cơ hội đầu tư, anh chị lưu ý ha. Đấy đấy thì mình gọi là thì đây là một cái vài cái nhận định của em về cái thị trường chung của chúng ta. Thì hôm nay thì nhìn chung là nó test gap, theo đó nó quay test test lại cái vùng gap trước á, nó có được những lực đỡ thì mình đánh giá đây là một cái phiên mở biên cho một cái xu hướng. Thì cái trường hợp trong những cái giai đoạn tiếp theo mình xác định đây là một cái nhịp đại, gọi là cái nhịp hồi phục của cái thị trường của chúng ta, thì những cái yếu tố điều chỉnh tiếp theo nó sẽ là những cái cơ hội đầu tư. Và cái target hướng đến thì em đánh giá nếu mà cái xung lực tốt nó sẽ hướng đến cái vùng quanh vùng 1080, nó sẽ lắp lại cái gap này đối với thị trường của chúng ta. Anh chị lưu ý ha. Nên là đây là cái phiên mở biên đầu tiên đối với thị trường và nó mở ra một cái xu hướng mới. Thì trong cái những cái nhận định như thế thì trong cái phiên sáng nay em cũng có đi qua một vài cái yếu tố về mặt nhận định, có nghĩa là trong cái thị trường hiện tại là một cái chu kỳ tích lũy dài và nó sẽ còn chịu tác động nhiều bởi những cái yếu tố tin tức, tại vì cái bản chất trong một cái giai đoạn tích lũy thì những cái vấn đề tin tức tốt xấu nó đang xen là một cái vấn đề không thể tránh khỏi đấy, nên là mình phải nhận định qua cái việc á là cái cổ phiếu nào là cái cổ phiếu á mà khi nó có tin tốt á là nó tăng nhiều nhất, nhưng mà khi nó có tin gọi là cái tin tức nó tiêu cực đi, nó mang tính chất tiêu cực đi thì nó gọi là nó ít chịu ảnh hưởng nhất, thì cái vấn đề đó là những cái yếu tố nó sẽ tạo ra một cái yếu tố nó an toàn để cho anh chị mình đầu tư, anh chị lưu ý ha. Thì cơ bản là chu kỳ này là một cái chu kỳ siêu tích lũy nên là nó sẽ có dòng tăng có dòng giảm để mà nó bù trừ cho nhau, thì từ đó nó mới hình thành nên một cái giai đoạn sideways tích lũy kéo dài trong một cái bối cảnh kinh tế hiện tại. Thì vì vậy mà trong một cái chu kỳ tích lũy lớn thì có những cái nhóm cổ phiếu dự giá khi mà thị trường chung ảm đạm và gọi là và tín hiệu tích cực từ những cái động thái gọi là được bổ trợ bởi những cái tin tức cho thị trường á, thì những cái nhóm ngành gọi là giữ nhịp á thì bắt đầu nó tạo ra những cái thiên hướng nó bứt phá, đúng không ạ? Thì một vài cái điểm tích cực trong những cái thị trường của chúng ta trong những cái giai đoạn gần đây là khối ngoại người ta bắt đầu người ta quay trở lại, người ta mua ròng và quỹ phú bô người ta bổ sung những cái nguồn vốn, gọi là bổ sung cái nguồn vốn, nên là nó đây chính là những cái lực cầu tiềm năng đối với thị trường của chúng ta. Thì các dòng khỏe, những cái dòng giữ nhịp mà nó bứt phá giống như thép này, kỳ vọng tiếp theo là nó sẽ đến từ những cái nhóm ngành dầu khí. Đấy, khi hai cái nhóm này nó có những cái xu hướng tốt á thì trong một cái quá trình điều chỉnh vừa rồi của thị trường á thì ngoài ra nó có cũng có sẽ có thêm những cái nhóm ngành giống như là đầu tư công hay là những cái nhóm ngành điện, đúng à? Thì thị trường này thanh khoản có những cái dấu hiệu gia tăng trở lại nhưng mà cơ bản nó vẫn ở những cái mức thấp, nên là nó chủ yếu là nó tập trung vào những cái nhóm ngành cổ phiếu riêng lẻ có những cái vốn hóa gọi là nó vừa phải để mà nó hợp thời trong những cái giai đoạn này. Thì những cái nhóm vận động chung theo thị trường á giống như là banh chứng này nó sẽ đồng phe với những cái nhịp độ tích lũy của thị trường chung, nên là nhóm này chỉ cần giữ nhịp không mở biên thôi thì nó sẽ giữ vai trò nó đóng chỉ, nó giữ chỉ số và giữ nhịp cho thị trường của chúng ta, gọi là khi mà thị trường tăng nó cũng sẽ tăng, nhưng mà khi thị trường giảm á thì là những cái con mà nó không mở biên thì nó sẽ là những cái yếu tố để mà nó giữ chỉ số. Còn những cái vận động nó yếu hơn đơn cử giống như là nhóm ngành bất động sản hay là nhóm ngành đạm đi, cơ bản nó sẽ hoạt động theo tin tức, nhưng mà nếu cái nội tại của yếu á, nội tại của doanh nghiệp nó yếu á thì nó cũng sẽ quay đầu trở lại nhanh, nó là chủ đạo những cái nhóm ngành này là nó tạo ra một cái yếu tố tâm lý là chính, đúng không ạ? Thì hôm qua nhóm ngành thép này thu hút dòng tiền tạo ra những cái tín hiệu tích cực dẫn dắt bởi mà cổ phiếu của Nam Kim, thì thanh
quan thấp nên là nó sẽ gọi là hoa sen với lại nam kim nó sẽ hợp thời hơn so với mặt cổ phiếu của Hòa Phát. Thì nhóm ngành dầu khí là BVD, BVS này, BSR, BVC này cũng đang tạo cái cung tiền đề cho một cái nhịp thu hút dòng tiền ở những cái phiên tiếp theo. Thì thị trường luôn sinh ra trong một cái nhịp ảm đạm, đi lên trong sự nghi ngờ và chết đi bởi những cái sự hưng phấn thỏa mãn. Nó là trong một cái giai đoạn tích lũy nó sẽ có nhiều cái điểm gọi là cái nhiều thời điểm mà nhà đầu tư mình sẽ chán nản. Thì trong cái tháng 3 này này thì cũng có nhiều sự kiện gọi là thứ nhất là công bố về CPI, thứ hai là Fed họp để mà tăng lãi suất, nên là nhìn chung là cái dòng tiền nó sẽ tương đối ảm đạm, vô chung nó sẽ dẫn đến nhiều cổ phiếu nó tạo ra một cái chu kỳ tích lũy lớn cho những cái dư địa phía sau này đối với thị trường của chúng ta. Anh chị lưu ý ha. Thì các vùng hỗ trợ này quanh cái ngưỡng vùng 1020 thì cái vùng biên dưới của một cái chu kỳ tích lũy dài là cái vùng quanh vùng 1000 cộng trừ 10 điểm, đúng ạ. Thì để vào xu hướng này dần dắt thì nó cần có những cái nhịp rắc khỏi vùng 1040 để vào một cái nhịp test ngắn trở lại vùng biên trên. Thì hôm nay là chính thức thị trường của chúng ta vượt hẳn khỏi gọi là nó bứt thoát khỏi vùng 1040, nên là em kỳ vọng những cái cơn sóng tiếp theo nó sẽ quay trở lại, nó test vùng lại biên trên chít, nó sẽ quay trở lại nó test lại những cái vùng gap trước đối với thị trường của chúng ta. Anh chị lưu ý ha. Nên là kỳ vọng tiếp theo các nhóm giữ nhịp trong những cái giai đoạn vừa rồi này tiếp tục luân phiên bứt thoát để mà nó kéo thị trường của chúng ta nó vượt, tạo ra những cái điểm gọi là điểm sóng hồi. Nhưng dù thị trường vận động như thế nào đi chăng nữa thì trong một cái chu kỳ tích lũy mình vẫn ưu tiên cho những cái mã cổ phiếu vận động tốt hơn so với thị trường. Nó giữ nhịp trong lúc mà thị trường chung của chúng ta ảm đạm và có khả năng phục hồi và có khả năng dẫn dắt khi mà thị trường chung của chúng ta ổn định và có xu hướng, đúng không ạ? Thì những cái nhóm ngành đó là những cái nhóm ngành nào em cũng có cập nhật với chị Minh nè, rất là gọi là cũng xuyên suốt trong những cái đoạn vừa qua. Có nghĩa là em phân loại ra ba cái nhóm ngành là cái nhóm ngành vận động tốt hơn so với thị trường, chính là nhóm ngành dầu khí, đầu tư công, thép và điện. Thì nhóm này có khả năng giữ giá và phục hồi trước so với thị trường là những cái con mà thuộc dạng những cái nhóm ngành dẫn dắt, đúng không ạ? Là những cái nhóm ngành vận động chung theo thị trường này là có ngân hàng chứng khoán hay là nhóm ngành trụ thì nó sẽ cần có những cái sự đồng thuận và gọi là khi mà thị trường chung của chúng ta nó có xu hướng, đúng không ạ? Thì những cái nhóm ngành vận động yếu hơn so với thị trường này nó sẽ chịu nhiều tác động và khả năng phục hồi nó sẽ yếu hơn, và chủ yếu nó mang lại những cái yếu tố về mặt tâm lý. Nên là trong những cái nhóm ngành này để mà mình đầu tư trong một cái chu kỳ gọi là thời điểm hiện tại của thị trường thì mình sẽ có từng cái chiến lược để mà mình đầu tư trong ba cái nhóm ngành này. Thì đầu tiên đối với những cái nhóm ngành vận động tốt hơn so với thị trường thì là những cái nhóm ngành nó sinh ra trong lúc thị trường chung của chúng ta ảm đạm, kể cả khi mà thị trường chung của chúng ta nó chưa có những cái dấu hiệu bứt thoát về mặt xu hướng thì những cái nhóm ngành này nó đã có những cái dấu hiệu nó mở biên, nó gọi là nó tạo ra những cái điểm bật tăng rồi, đúng không ạ? Giống như đơn cử mà cổ phiếu của Hoa Sen gọi là mà cổ phiếu của Nam Kim, từ những cái phiên ngày hôm qua là cái phiên nó bứt thoát trước so với thị trường, thậm chí nó đã vượt đỉnh đối với những cái mà cổ phiếu từ cái gọi là trong cái phiên ngày hôm qua, đúng không ạ? Nó là những cái con này là những con nó tạo ra những cái hiệu ứng tích cực và nó là những con dẫn dắt. Tại vì sao? Tại vì trong xuyên suốt trong một cái lúc mà thị trường chung của chúng ta nó điều chỉnh, thị trường chung của chúng ta nó ảm đạm thì những cái con này là những cái con nó giữ được một cái vùng nền nó tốt nhất, đúng không ạ? Thì những cái giai đoạn sau là những cái giai đoạn nó sẽ hồi phục, hồi phục tốt nhất đấy so với những cái mã cổ phiếu khác trong của cái thị trường của chúng ta. Nên là đối với những cái yếu tố của những cái nhóm ngành vận động tốt hơn so với thị trường thì những cái điểm mua của cổ phiếu khi nó đang tạo ra những cái tín hiệu bứt thoát, đúng không ạ? Giống như ngày Nam Kim ngày hôm qua là cái những cái điểm mua của nó khi mà nó vừa mới tạo ra những cái hiệu ứng bứt thoát, chính là quanh cái ngưỡng vùng giá 16.1. Đấy là những cái ngưỡng gọi là cổ phiếu nó vừa tạo ra những cái điểm bứt thoát, đúng không ạ? Nên là ngày hôm qua em có tham gia mã cổ phiếu của Nam Kim này. Đấy, hôm qua cũng có tham gia mã cổ phiếu của Nam Kim quanh cái ngưỡng vùng giá gọi là vùng giá 16.1. Khi mà nó đạt được những cái điều kiện đánh, thứ nhất là cái lượng hàng bull trap nó về, nó vẫn hấp thụ tốt, tạo ra những cái điểm pivot khi mà nó break khỏi vùng giá 16, nên là mình sẽ tham gia mã cổ phiếu của Nam Kim quanh cái ngưỡng vùng giá 16.1 cộng trừ highlight. Đấy, nên là cộng trừ highlight này để mà anh chị mình tham gia thì nó cũng sẽ rất là thoải mái, đúng không ạ? Nên là đây là điểm vào đầu tiên. Điểm vào tiếp theo khi mà cổ phiếu nó retest trở lại quanh cái ngưỡng nền vùng giá 16, đã tại vùng giá 18.18 đến vùng giá 20 kết lót nếu mà thủng vùng giá 15, đúng không ạ? Đó nên là những cái con mà nó tạo ra một cái xu hướng, vừa tạo ra những cái xu hướng bứt thoát á thì nó đi mua khi mà cổ phiếu nó vừa thu hút được những cái dòng tiền ở những cái phiên đầu tiên, khi mà cổ phiếu nó có những cái dấu hiệu nó bứt thoát thì đây nó mới phải cần có những cái tín hiệu gọi là mình chuẩn bị trước và mình chọn lọc trước trong những cái lúc mà thị trường chung của chúng ta ảm đạm, đúng không ạ? Nên là cổ phiếu, đối với những cái mã cổ phiếu nó hình thành nên xu hướng, có những cái mã cổ phiếu anh chị mình lưu ý như thế này này, có những cái mã cổ phiếu anh chị mình mua ở những cái điểm vừa mới bứt thoát, nhưng mà có những cái mã cổ phiếu anh chị mình mua ở những cái ngưỡng nó ảm đạm. Tại thì trong cái phần tiếp theo á, trong những cái phần tiếp theo em sẽ cập nhật với anh chị mình. Đấy là những cái thuộc những cái nhóm ngành gọi là nhóm ngành dẫn dắt, đúng không ạ? Những cái nhóm ngành khỏe hơn so với thị trường, có những cái sự vận động tốt hơn so với thị trường thì mình điểm mua chính là những cái điểm vừa cổ phiếu nó vừa mới bứt thoát,
Đúng ạ, à, giống như là cái phiên gọi là khi mà nó bứt thoát, giống như là ngày cái phiên ngày hôm qua là cái phiên bull trap về và nó vẫn chấp nhận nó hấp thụ, thì đấy chính là những cái điểm mua. Điểm mua tiếp theo là những cái điểm nó retest trở lại này, đấy sẽ là những cái điểm mua, đúng ạ. À? Hay là nó tương tự giống với những cái mã cổ phiếu của SA giai đoạn trước đó như vậy. Em cũng có phân tích với chị mình và nhận định với chị mình rất là nhiều lần là cái việc á là cổ phiếu này, đó là khi mà nó tạo ra những cái điểm gọi là cái điểm tích lũy lớn, tạo ra những cái mô hình VCB thu hẹp, thì cái điểm mua đầu tiên là những cái điểm nó vừa mới bứt thoát, những cái điểm mua tiếp theo chính là những cái điểm retest lại, thì sau những cái điểm như thế thì là mình phải nắm giữ trong nguyên cả một cái cơn sóng sau này, đúng không ạ? Nam Kim tương tự cũng thế, đây chính là những cái điểm bứt thoát và những cái điểm mua đối với cổ phiếu. Hay là cái con BVS ngày hôm nay cũng thế, đúng không ạ? Con BVS hôm nay cũng có gia tăng đối với mã cổ phiếu của BVS. Khi mà sao chị, khi mà cổ phiếu nó đang dưới vùng giá 27 thì khoảng 9 giờ này, còn 9:20 có nghĩa là lúc đó là những cái thị trường của chúng ta đang mờ gap giảm. Khi mà cái động thái ngày hôm qua bởi những cái yếu tố nó bị tác động bởi những cái phát biểu của Fed, đúng ạ, thì vô hình chung nó tạo ra một cái mở gap giảm nhưng mà nó lấp lại cái vùng giá gap ngày hôm qua. Nhưng mà anh chị mình, nếu mà anh chị mình xem qua các vận động trong phiên á, thì anh chị mình sẽ thấy qua các dòng cổ phiếu giống như là thép với lại dầu khí, nó vẫn giữ giá được tốt quanh cái ngưỡng này. Và anh chị mình thấy cái lúc mà cái dòng tiền nó cũng có những cái dấu hiệu nó vào, nó moi chạy vào đối với cổ phiếu, thì em tiếp tục em gia tăng mã cổ phiếu của BVS quanh cái gọi là dưới cái vùng giá 27, đúng không ạ? Mã cổ phiếu của BVS này, đấy, hôm trước cũng có tham gia cái vị thế quanh cái nền này, đấy, quanh nền này tham gia vị thế, hôm nay tiếp tục gia tăng. Tại vì sao? Mình nhận diện qua được những cái gọi là cổ phiếu, là gọi là những cái nhóm ngành nó chuẩn bị bứt thoát, đúng không ạ? Nó có được những cái tiền đề để mà nó bứt thoát cho những cái xu hướng tiếp theo, đúng không ạ? Nó là những cái con này này, nó giữ được xu hướng tốt nhất thì sao chị, thì là những cái yếu tố nó dễ dàng bứt thoát chắc, và nó dễ dàng tạo ra những cái gọi là cái xu hướng để mà nó dẫn dắt cho thị trường của chúng ta, gọi là những cái nhóm ngành nó đi ngược lại với những cái xu thế hiện tại của thị trường, và nó có những cái sự vận động tốt hơn so với thị trường, thì điểm mua chính là những cái điểm nó gọi là nó giữ nền giữ nhịp và vừa mới bứt thoát, đấy là những cái điểm mua cổ phiếu ha. Thì những cái con này kỳ vọng vượt hẳn vùng giá 28, nó sẽ tiến đến một cái là nó sẽ bứt thoát những cái vùng tích lũy lớn đối với cổ phiếu, thì lúc đó nó sẽ vào một cái xu hướng gọi là cái dư địa của cổ phiếu nó sẽ dài hơi hơn. Tại vì sao? Tại vì cái chu kỳ tích lũy cổ phiếu nó đã trải qua, gọi là trải qua từ xuyên suốt trong tháng 6 năm 2022, đúng không ạ, là gọi là gần một năm trời nó tích lũy, thì cái dư địa nó sẽ tăng dài, đấy, nên dư địa nó sẽ dài hơi hơn để mà nó dẫn dắt đủ một cái khoảng thời gian nhất định, đúng không ạ? Đấy, nên là BVS này, đó là cái gọi là cái cách để mà mình đầu tư, gọi là cái nhóm ngành đầu tiên để mà mình quan tâm là những cái nhóm ngành dẫn dắt, gọi là có khả năng dẫn dắt là ưu tiên số 1, đúng không ạ? Như còn những cái nhóm ngành nó có sự vận động chung theo với thị trường, giống như là nhóm ngành ngân hàng, những nhóm ngành chứng khoán đi chẳng hạn, nó có những cái sự vận động đồng thuận chung theo thị trường, thì mình sao vậy? Thì cái chiến lược đề ra thì anh chị mình phải mình tham gia ở những cái vùng nền biên dưới. Đấy, giống như là còn VBank đi chẳng hạn, đây là những cái vùng nền biên dưới cổ phiếu, đúng không ạ? Về biên dưới anh chị mình tham gia, lên biên cho nên chị mình bán ra. Đấy, gọi là những cái con này là những con nó không phải là những cái con dẫn dắt, mà là những cái con nó có những cái sự vận động chung theo thị trường, thì mình sẽ có những cái chiến lược đầu tư nó khác nhau, nên là mình phải định vị và mình phân loại ra được các nhóm ngành á, thì chị mình sẽ có được một cái chiến lược đầu tư chị mình phù hợp. Gọi là chị mình không phải chị mình mua gọi là mua đuổi, không phải chị mình gọi là bán non ra, đúng không ạ? Đấy, nên là mình sẽ có được những cái chiến lược đầu tư phù hợp, không phải mua đuổi và không phải bán đáy, đúng không ạ? Còn những cái con giống như VBank này, về lại biên dưới này, cổ phiếu nó hồi phục thì cứ về lại biên dưới chị mình tham gia, lên biên trên chị mình bán ra, đúng không ạ? Nên hay là những cái nhóm ngành chứng khoán cũng hạ chẳng hạn, đúng không ạ? Có những cái mã cổ phiếu giống như là HCM, thì mình xác định đây là một cái chu kỳ tích lũy của cổ phiếu, thì cứ những cái giai đoạn tích lũy mà nó đồng pha chung với thị trường của chúng ta thì cứ vừa biên giới anh chị mình mua, lên biên trên anh chị mình bán ra. Hay là đơn cử giống như là trong cái phiên ngày hôm nay có mã cổ phiếu của gọi là BND, đúng không ạ? Đây là một cái giai đoạn tích lũy, đúng không ạ? Về biên dưới chị mình tham gia, lên biên trên nên chị mình bán ra. Thì hôm nay em cũng có gọi là mình, khi mà mình đưa ra những cái chiến lược như thế thì mình cũng gọi là đi đôi với những cái việc mà mình hành động, đúng không ạ? Thì hôm nay là hành động này, mà cổ phiếu của VND này, thì những cái nhóm ngành chứng khoán này vận động chung theo những cái xu thế về mặt thị trường, nên là các biến động á, nó sẽ đồng pha với nhau cơ bản trong những cái nhịp độ tích lũy lớn á, nên là nếu mà anh chị mình đang kẹp hàng hoặc là anh chị mình ưa thích thêm những cái mã cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán thì anh chị mình cứ canh những cái vùng nền biên dưới anh chị mình tham gia, và lên biên trên anh chị mình chốc ra, thì các mã cổ phiếu vận động tích lũy chung theo thị trường á, thì các vùng nền gọi là mình canh ở những cái vùng nền biên dưới để mà chứ gì, để mà nó bù lại những cái phần rủi ro và nó bù lại những cái xu hướng của thị trường,
đúng đúng ạ. Thì VND hôm nay tham gia vùng giá 14.3, đó target 16, cut loss vùng giá 13, đúng ạ. Đấy thì nhìn chung là về mặt cuối phiên thì nó cũng có những cái sự gọi là nó tạo ra những cái hiệu ứng tích cực đấy, khi mà nó tạo ra được những cái thành quả trong xuyên suốt trong một cái quá trình chọn lọc vừa rồi đấy, nên là cứ về biên dưới chị mình tham gia, lên biên trên anh chị mình bán ra, cái điểm bán gọi là cái điểm cut loss cổ phiếu khi mà nó thủng khỏi những cái vùng nền, có nghĩa là mình mua vì lý do gì thì mình bán vì cái lý do đó, đúng ạ. Mình mua vì cổ phiếu nó đang trong một cái biên độ tích lũy nền dưới, đúng ạ. Còn khi sao chị, khi mà nó thủng lên thì bắt buộc chị mình phải cut loss ở những cái vùng giá 13, nhưng mà sao chị, nhưng mà cái chiến lược đề ra khi mà mình nhìn qua những cái cách vận động chung theo thị trường nó có những cái dòng nó thu hút được dòng tiền, có những cái dòng nó tạo ra những cái điểm dẫn dắt, đúng ạ. Thì sao chị, thì những cái con đồng pha như thế này khi mà thị trường chung của chúng ta hôm nay nó mở xu hướng thì kỳ vọng nó sẽ test về lại biên trên, đấy là những cái điểm target ngắn đối với cổ phiếu để mà mình tạo ra những cái chiến lược đánh những cái nhóm ngành đồng pha, đúng ạ. Tương tự đó là những cái nhóm ngành gọi là nhóm ngành banh với lại nhóm ngành chứng khoán, là những cái nhóm ngành nó tạo ra những cái hiệu ứng đồng pha cho thị trường. Còn đối với những cái nhóm ngành yếu em đánh giá là giống như bất động sản hay là những cái nhóm ngành đạm thì thường trong giai đoạn này em sẽ không tham gia. Tại vì sao? Tại vì nó ảnh hưởng quá là nhiều bởi những cái yếu tố về mặt tin tức. Đó giống như là những cái con đạm này, anh chị mình thấy hôm nay hồi phục bằng chắc nó có hồi phục bao nhiêu đâu. Đấy nên là rất là khó để cho anh chị mình đầu tư. Nên là những cái chủ trương thời điểm hiện tại là mình cứ tập trung ưu tiên đầu tiên là cái nhóm gọi là cái nhóm dẫn dắt. Ưu tiên thứ hai là những cái nhóm ngành nó vận động chung theo những cái thiên hướng về mặt thị trường. Thì hai cái nhóm ngành đó nó sẽ tạo ra được những cái chiến lược đầu tư cho anh chị mình một cách nó tốt nhất và nó vững vàng nhất trong những cái giai đoạn này của thị trường, anh chị lưu ý ha. Nên là mình xác định thị trường cái phiên này là một cái phiên nó mở xu hướng và có nhiều mã cổ phiếu nó tạo ra những cái tín hiệu nó bứt phá, đúng ạ. Có nghĩa là trong một cái giai đoạn tích lũy của thị trường thì nó sẽ có những cái con nó sinh ra trong lúc nó ảm đạm này, siêu cổ phiếu nó sẽ hình thành, nên trong một cái giai đoạn ảm đạm như thế này đối với thị trường của chúng ta thì khi mà thị trường chung của chúng ta nó có những cái động thái tạo đáy á, giống như là ngày hôm qua em cũng có cập nhật với chị mình về một cái phiên mà dấu hiệu của thị trường chung của chúng ta tạo đáy và nó có những cái điểm mua của những cái mã cổ phiếu mạnh, hay là có đánh giá với chị mình nhiều lần về cái việc mà hai cái dòng tiềm năng, đúng ạ. Nên là cũng có cập nhật với chị mình rất là nhiều lần và phân loại cái nhóm ngành cổ phiếu để mà mình đầu tư một cách hiệu quả này, hay là cái chu kỳ này là mình xác định là một cái chu kỳ tích lũy dài đấy, để mà sao chị, để mà gọi là mình có được một cái chiến lược và có được những cái góc nhìn nó tốt nhất, thì đến lúc đó từ đó nó mới hình thành nên những cái phương pháp, hình thành nên những cái góc nhìn và hình thành nên những cái yếu tố chọn lọc cho những cái mã cổ phiếu mình đầu tư, đúng không ạ. Thì hôm nay là cái phiên gọi là cái phiên mở biên của thị trường và phiên gọi là cái phiên mở ra một cái xu hướng trong những cái yếu tố gọi là hồi phục test trở lại biên trên đấy, nên làm kỳ vọng thị trường của chúng ta nó sẽ chít, nó sẽ quay trở lại, nó lắp lại cái gap này đấy trước mắt đối với thị trường của chúng ta. Nên là mình xác định thị trường của chúng ta nó sẽ có xăm ngắn, thì sao chị, thì những cái nhịp điều chỉnh tiếp theo nó sẽ là cơ hội đối với thị trường, anh chị mình phải lưu ý ha. Thì hôm nay nó bứt thoát khỏi giá 1040, đây là những cái gọi là cái à, gọi là cái kháng trụ trong ngắn hạn, thì em đánh giá là những cái nhịp gọi là sâu á mà nó có lợi nó test về đây sẽ là những cái điểm hỗ trợ, mà cũng sẽ là những cái điểm để cho anh chị mình tìm kiếm những cái điểm mua sau, đúng không ạ. Còn những anh chị nào nhận diện tốt thì đấy nó sẽ là những cái thành quả trong những cái xuyên suốt trong những cái giai đoạn vừa rồi đấy. Nên là mình phải xác định là cái chu kỳ nào của thị trường để mà mình đầu tư, nhóm ngành nào là nhóm ngành khỏe, nhóm ngành nào là nhóm ngành đồng pha, mình phân loại càng cụ thể á thì cái việc mà mình đầu tư, cái việc mình tham gia nó sẽ cực kỳ gọi là cực kỳ hiệu quả, đúng ạ. Và nó cực kỳ rõ ràng để mà anh chị mình sao, một khi nó đã rõ ràng, một khi nó cụ thể thì nó sẽ có được những cái chiến lược nó tốt nhất, những cái chiến lược nó tối ưu nhất trong những cái giai đoạn này, anh chị lưu ý ha. Nên là nếu mà anh chị mình cảm thấy phù hợp với những cái quan điểm và những cái góc nhìn của em, còn có những cái yếu tố hỗ trợ cho anh chị mình về những cái góc nhìn, thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339079856 để mà cùng nhau mình nhận gọi là cùng nhau mình đồng hành với nhau trên cái thị trường này của chúng ta, mình tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư, và em sẽ cập nhật với anh chị mình về những cái cơ hội nó sớm nhất trên thị trường của chúng ta, anh chị lưu ý ha. Nên là mình xác định thứ nhất, nếu trong một cái nhịp dài thì vẫn trong một cái giai đoạn tích lũy của thị trường, anh chị lưu ý ha. Nhưng mà về những cái nhịp ngắn thì đây là sẽ là những cái cơn sóng hồi của thị trường của chúng ta, anh chị lưu ý ha. Thì cái phiên này là cái phiên mở biên, gọi là mở biên về xu hướng của thị trường, nên là mình xác định nó sẽ có những cái điểm sóng ngắn đấy, nên là mình cứ xác định như thế nó mới rõ ràng, nó gọi là nó mới gọi là có được những cái góc nhìn, có được những cái sự phân loại nó tốt để mà mình đầu tư ha. Thì đấy là cái yếu tố để mà mình gọi là mình góc nhìn về mặt thị trường. Nên là cái giai đoạn này là anh chị mình cũng đừng có quá tập trung vào nhiều cái vấn đề về mặt chỉ số. Còn mà chắc anh chị mình xem qua nè, nếu mà anh chị mình để á,
Nếu mà anh chị mình tập trung quá là nhiều chỉ số thì trong cả xuyên suốt trong giai đoạn này anh chị mình đâu có dám đầu tư đâu, kể cả cái phiên này anh chị mình cũng không dám mua đúng mà đấy. Nhưng mà sao anh chị, nhưng mà cái bản chất chắc mà cổ phiếu nó đã có những cái xu hướng nó bứt tốc rất là lớn rồi đấy, nên là mình phải lưu ý về những cái việc mà mình tập trung vào cái nhóm ngành, tập trung vào những cái điểm mua, tập trung vào cái nhóm ngành cổ phiếu nó có khả năng dẫn dắt, hay là những cái nhóm ngành đồng pha, hay là những cái nhóm ngành nó yếu hơn thị trường, để mà mình cùng đưa ra một cái chiến lược nó cụ thể nhất đối với thị trường của chúng ta, anh chị lưu ý ha. Thì đấy là xong cái phần gọi là cái phần nhận định về mặt thị trường rồi. Tiếp theo mình sẽ đi qua mình đánh giá qua từng cái nhóm ngành, một gọi là từng cái điểm gọi là điểm hỗ trợ, điểm kháng cự, điểm biên trên, điểm biên dưới, để mà chính trị, để mà đưa ra những cái hành động nó phù hợp nhất, hành động nó cụ thể nhất đối với từng cái mã cổ phiếu, anh chị lưu ý ha. Thì nếu mà anh chị mình lần đầu tiên xem video của em, anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất, cũng là những cái động lực để mà làm ra những video tiếp theo. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích về từng cái nhóm ngành. Thì cái nhóm ngành mà nó mình sẽ phân tích qua từng cái nhóm ngành gọi là thuộc dạng nhóm đầu tiên đây, nhóm ưu tiên đầu tiên chính là những cái nhóm ngành khu nghiệp. Đúng ạ, à, đầu tiên nhóm ngành khu nghiệp này, con LCG này, đúng ạ, à, có nghĩa là trong một cái chu kỳ vừa qua thì chị mình sẽ thấy á, lúc mà cái thị trường chung của chúng ta ảm đạm nhất, lúc mà thị trường chung của chúng ta nó đi ngang gọi là nó bắt đầu nó mở biên này, thì những cái con này là những con bứt phá đầu tiên. Thì thường những con bứt phá trong những cái lúc thị trường chung của chúng ta mở biên thì nó sẽ có một cái dư địa sống cực kỳ dài đấy. Nên là vì sao mà trong lúc thị trường chung ảm đạm thì chúng ta không nên bỏ qua những cái việc mà mình tìm kiếm những cái cơ hội, đúng không ạ? Tại vì thị trường mà luôn sinh ra trong những cái lúc mà ảm đạm nhất, lúc nhà đầu tư mình chán nản nhất, đúng không ạ? Đấy, nên là sao gì, nên là tương trong những cái nhịp gọi là đi ngang như thế này, nó sẽ xuất hiện những cái mô típ của các mã cổ phiếu dẫn dắt, đúng không ạ? Đấy, để mà mình cùng nhau mình nhận diện đấy. Nó là những cái chu kỳ của thị trường này, anh chị mình thấy không đấy. Thì hôm trước cũng có cập nhật với anh chị mình á, là những cái con đầu tư công này này, cơ bản là nó sẽ còn những cái câu chuyện trong năm 2023, chẳng qua nó sẽ cần có một cái giai đoạn tích lũy. Thì những cái nhịp này em vẫn đánh giá nó vẫn đang trong một cái chu kỳ tích lũy đấy. Thì hôm nay nó test về lại biên trên này, đây là một cái phiên mở biên tương đối tốt, hầu như là nó tạo ra những cái hiệu ứng tích cực cho thị trường, đúng không ạ? Đấy, nên là cái cơn sóng nó gọi là nó vẫn còn duy trì được một cái xu hướng tăng đối với cổ phiếu, đúng không ạ? Thì mình chẳng qua mình kỳ vọng nó vượt được một một cái kỳ vọng của mình á, chính là cái việc mà nó bứt thoát sớm, đúng không ạ? Thì vô hình chung nó cũng sẽ tạo ra những cái hiệu ứng tích cực cho những cái mà cổ phiếu còn lại đối với thị trường của chúng ta, đúng không ạ? Hôm nay thì dòng tiền vào tương đối tốt này, thì nhìn chung là mình cũng kỳ vọng nó giữ được những cái xu thế như thế này để mà thị trường chung của chúng ta nó còn có những cái thiên hướng của là nó thu hút đó lại dòng tiền, đúng không ạ? Nên là con gọi là những cái nhóm ngành đầu tư công này, nên là anh chị mình thấy không? Những cái nhóm ngành nào giữ giá tốt nhất thì nó sẽ hồi phục trước nhất và hồi phục mạnh mẽ nhất đấy, hay là C4G thế này, thì vẫn đánh giá đây là những cái chu kỳ tích lũy dài đấy, nó bắt đầu nó tạo ra những cái mô típ tích lũy đấy. Thì hôm trước nó bắt đầu nó xiết biên, có nghĩa đó là khi mà bắt đầu những cái phiên mở biên này nó vẫn giữ được những cái nhịp T3, có nghĩa là T3 nó không bắt đầu nó đánh thủng, giống như là giai đoạn này này đấy, bắt đầu mở biên này giữ nhịp được này, hàng về nó chấp nhận hấp thụ thì nó sẽ có những cái điểm gọi là điểm hồi phục ngắn, đúng không ạ? Thì đây vẫn nó tạo ra những cái yếu tố hấp thụ xiết biên này, hôm nay bùng nổ, nhưng mà cái bản chất những cái con này nó vẫn sẽ vận động chung theo một cái yếu tố nó tích lũy nền trở lại đấy, nó sẽ cần có những khoảng thời gian để mà tích lũy trong một cái biên độ sideways như thế này, đúng không ạ? Thì kỳ vọng trước mắt nó sẽ test về lại biên trên đấy, thì biên trên thì quanh cái ngưỡng vùng giá 12.5 đó sẽ là những cái vùng kháng cự đối với cổ phiếu ha, hay là những con VCG cũng thế này đấy. Thì nhìn chung á là nó về lại biên dưới thì nó sẽ hồi phục lên biên trên, nó gọi là nó gặp kháng cự đấy, nên là nó cứ vận động như vậy thôi đấy. Nên là anh chị mình gọi là để mà mình đầu tư đối với những cái mã cổ phiếu mà trong một cái nhịp độ tích lũy á, thì cứ về biên dưới chị mình lựa chọn những cái điểm tham gia, lên biên trên chị mình bán ra. Thì những cái con này á, thì kỳ vọng trước mắt những cái điểm tiếp theo nó sẽ quay trở lại như 22, nó sẽ là những cái vùng gọi là vùng kháng cự biên trên đối với cổ phiếu ha. Thì nhìn chung nó sẽ còn có những cái yếu tố nó giữ nhịp được, thì thị trường chung của chúng ta là những cái thị trường nó vẫn sẽ còn thu hút được những cái dòng tiền quay trở lại cho những cái nhịp tiếp theo, để mà nó bố trợ cho một cái quá trình gọi là cái quá trình tạo sóng tiếp theo đối với thị trường của chúng ta. Đó là những cái nhóm ngành khu nghiệp này, hay là những cái nhóm ngành tiếp theo là nhóm ngành dầu khí trong cái phiên ngày hôm nay. Anh chị mình để con BVD này, hôm nay gia tăng về mặt thanh khoản, đúng không ạ? Nó cứ liên tục nó tạo ra những cái yếu tố đi ngang này, nó hấp thụ, nó hôm qua là cái phiên test cung. Em có cập nhật với anh chị mình, test cung rất là dễ nổ, đúng không ạ? Kể cả cập nhật trong cái phiên gọi là cái phiên nhận định sáng nay này, là cái việc mà nhóm ngành dầu khí, hôm trước là nhóm ngành là hôm qua là nhóm ngành thép. Hôm nay nhóm ngành dầu khí nó liên tục tạo ra những cái điểm test cung, tiền đề cho một cái nhịp thu hút dòng tiền ở những cái phiên tiếp theo, đúng không ạ? Đấy, nên là sao vậy? Nên là đối với các mã cổ phiếu mà test cung này, hôm nay dòng tiền vào này, thì mình kỳ vọng tiếp theo đối với những cái mã cổ phiếu này, anh chị mình để này, là đây cũng là một cái chu kỳ tích lũy cực kỳ dài.
Mà đối với một cái chu kỳ tích lũy dài á, mà một khi nó đã vào sóng á, thì cái dư địa tăng nó sẽ đủ những cái biên độ về mặt thời gian, nó sẽ có những cái khoảng thời gian và đủ những cái dư địa để mà nó dẫn dắt thị trường, nó kéo thị trường chung của chúng ta nó vào một cái nhịp sóng đủ lớn, anh chị lưu ý ha, vào một cái khoảng thời gian đủ lớn. Nên là cái phiên này là cái phiên mở biên đúng không ạ? Nên là anh chị mình thấy này, xu hướng gọi là cổ phiếu, gọi là xu hướng của cổ phiếu sao gì, nó vẫn giữ khi mà thị trường chung của chúng ta giảm, nó liên tục nó xiết biên, hôm nay bùng nổ đúng không ạ? Thì những cái con này là những cái yếu tố này, cái phiên này là phiên mở biên này, phiên này là phiên xác nhận cho một cái điểm gọi là cái điểm tiếp theo đối với cổ phiếu ha. Thì nó sẽ có một cái vùng gọi là cái vùng, gọi là cái vùng cần, gọi là cái vùng pivot lớn, chính là quanh cái ngưỡng giá 24. Nếu mà nó nhé trong những cái phiên sau nó có một cái xung lực tốt, nó bứt tốt khoảng giá 24 á, nó sẽ tạo ra một cái dư địa sóng lớn, gọi là sóng đủ lớn đối với những cái nhóm ngành dầu khí này, anh chị lưu ý ha. Nên là hôm nay là mới gia tăng đúng không ạ? Thì mình nhìn qua gia tăng mình hai hai gọi là mình vẫn ưu tiên hai con thôi, con gọi là cái thuộc dạng đầu ngành là cái con BVD với lại con BVS đấy đúng không ạ? BVS hôm nay gia tăng dưới giá 27 đấy, những con này khi nào nó vượt giá 28 thì nó sẽ vào một cơn sóng rất là mạnh giai đoạn sau, anh chị lưu ý ha. Nên là trong xuyên suốt này nó sinh ra trong lúc ảm đạm đúng không ạ? Có nghĩa là lúc ảm đạm thì mình mới nhận diện qua được con nào khỏe con nào yếu, thì những cái giai đoạn sau bắt đầu nó tạo ra những cái thiên hướng nó bứt thoát đúng không ạ? Thì hôm nay là gia tăng vùng giá dưới 27, thì mình chờ đợi những cái điểm tiếp theo chính là cái việc khi nó vượt hẳn khỏi giá 28 nó tạo ra những cái điểm pivot, thì đấy chính là những cái điểm vào sóng tiếp tục đối với cổ phiếu, đối với mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí, anh chị lưu ý ha. Còn những cái mã cổ phiếu khác thì có cập nhật với anh chị mình là những cái con nó thuộc dạng vệ tinh. Có nghĩa là để mà mình đầu tư hay là nhận diện qua một cái cơn sóng dòng nó tốt nhất chính là cái việc mà thứ nhất là mình sẽ nhận diện ra cái con nào là cái con có khả năng leader. Cái yếu tố thứ hai là các mã cổ phiếu vệ tinh xung quanh nó như thế nào, của nhóm ngành của nó có vận động như thế nào. Thì anh chị mình cơ bản chị mình thấy là nó vẫn tạo ra một cái xu hướng tăng nếu mà nó bổ trợ cho một cái quá trình tăng tiếp theo đối với nhóm ngành dầu khí đúng không ạ? Đó là những con này là những con mà nó tạo ra một cái xu hướng bứt thoát, nhưng mà cái dòng tiền thì hiện tại nó đang yếu dần, nên là đối với những con này có trong những cái phiên tiếp theo nếu mà nó test lại giá 16 á, đây là những cái lúc mà anh chị mình cần lưu ý tới, nó sẽ là những cái vùng hỗ trợ đối với cổ phiếu ha. Nhưng mà để mà đầu tư thì em sẽ ưu tiên lựa chọn mã cổ phiếu của BVD hoặc là mã cổ phiếu của BVS, anh chị lưu ý ha, để mà mình đầu tư mình gia tăng. Thế là thằng thái BR hôm tới này, đây là một cơ bản một cái mã cổ phiếu trong một cái mô tiếp tích lũy đúng không ạ? Thì cổ phiếu này khi nào nó bùng nổ bứt thoát hẳn khỏi vùng giá gọi là 17 chấm, khoảng 17.5 á, thì nó sẽ tạo ra một cái xu hướng mới đối với cổ phiếu, và hầu như nó đang là những cái con nó bổ trợ cho những cái mã cổ phiếu BVS và BVD, nên làm công có nhắc với anh chị mình rất là nhiều lần ha. Thì hôm nay là những cái điểm gia tăng đối với cổ phiếu và chờ đợi những cái tìm điểm pivot, những cái điểm thu hút dòng tiền tạo ra một cái xu hướng gọi là xu hướng bùng nổ bứt thoát mới cho một cái nhịp tích lũy lớn đối với cổ phiếu, anh chị lưu ý ha. Nên là BVD, BVS anh chị mình sẽ thấy chu kỳ một cái chu kỳ tích lũy nó rất là dài. Nên là anh chị mình thử nghĩ một cái chu kỳ tích lũy dài như thế này á, mà một khi nó tạo ra những cái điểm gọi là điểm xác nhận cho một cái chu kỳ tích lũy dài như này này, nó vượt hàng khoảng giá 28 á, thì nó sẽ vào một cái chu kỳ rất là mạnh sau này, anh chị lưu ý ha. Kể cả BVD cũng thế, đó là một cái chu kỳ tích lũy lớn, anh chị lưu ý ha. Nên là em sẽ lựa chọn những cái con đầu ngành chính là BVS hay là BVD để mà mình đầu tư ha. Rồi tiếp theo mã cổ phiếu của nhóm ngành thép đấy, Nam Kim này đấy, đối với những cái mã cổ phiếu á, mà nó thuộc dạng nó bứt thoát, nó dẫn dắt những cái con đầu ngành á, thì chị mình sẽ gọi là nó thuộc dạng những cái con leader á, thì điểm mua cổ phiếu là khi mà cổ phiếu nó vừa mới bứt thoát đúng không ạ? Đấy, vừa mới bứt thoát này tạo ra những cái xu hướng tăng, đây là những cái điểm bay vót đối với cổ phiếu đấy. Nó là những cái giai đoạn tiếp theo là anh chị mình, nếu mà cái trường hợp nó xấu á, anh chị mình chặn lại nếu mà cổ phiếu nó thùng khoảng giá 16, còn trên giá 16 anh chị mình cứ tiếp tục mình cầm nắm cho hết một cái chu kỳ, cho hết một cái điểm sóng này đi đấy. Tại vì cái bản chất đối với nhà đầu tư mình á là gồng lỗ, thì gọi là mình gồng lỗ gồng rất là lâu, nhưng mà cái việc mà mình gồng lại á, thì anh chị mình gọi là khi mà cái trạng thái đang lại gọi là đang lại 7% mà nó về lại 5% á, thì nhà đầu tư mình rất là dễ bán ra đấy. Nên là để mà tránh những cái tình trạng bán non như thế, thì anh chị mình sao chị mình phải xác định cho một cái chu kỳ và có được những cái yếu tố nhận diện về mặt thị trường để mà mình có một cái là mình tránh những cái nhịp mình bán non đối với cổ phiếu. Tại vì đối với một cái trạng thái ấy, mà khi mà nó đã vào sóng thì anh chị mình đánh gọi là mình nắm khi nào nó bắt đầu nó tạo ra những cái biên độ chỉnh với một cái gọi là cái biến động lớn đúng không ạ? Có nghĩa giai đoạn này này là một cái giai đoạn bắt đầu nó biến động lớn này, lúc đó là những cái lúc anh chị mình mới suy nghĩ đến những cái việc chống lại đúng không ạ? Hay là những con giống như con, kể cả những con giống như con LCG này, nó bắt đầu nó tạo ra những cái gọi là đang xung lực tăng, nó điều chỉnh là hoàn toàn bình thường, nhưng mà bắt đầu nó tạo ra những cái gọi là cái vùng gọi là cái vùng biên lớn này, cái biên độ lỏng lẻo này đấy, lúc đó là những cái lúc anh chị mình mới suy nghĩ đến những cái việc mà có nên chốt lại hay không, để mà mình tránh những cái nhịp độ mình bán non đối với những cái mã cổ phiếu khi mà nó vừa mới bứt thoát một cái nhịp độ, anh chị lưu ý ha. Đó là nhóm ngành thép thì em sẽ lựa chọn Nam Kim.
đấy, Nam Kim hoặc là Hòa Sen thôi, chứ em không lựa chọn Hòa Phát, tại vì cái mức độ thanh khoản hiện tại thì nó không đủ đáp ứng, em đánh giá nó không đủ đáp ứng đối với những cái mã cổ phiếu thuộc dạng lớn, nên là em sẽ ưu tiên vào những cái con có vốn nó vừa hơn để mà nó hợp thời hơn, anh chị lưu ý ha, nên là cứ Hòa Sen với là Nam Kim thôi. Hòa Sen thì nhìn chung á là hôm nay nó vẫn đỡ cũng được trên vùng giá 16, đánh giá khá là tốt, nên là cứ trên vùng giá 16 anh chị mình cứ nắm giữ đi, không vấn đề gì đâu ha. Hay là Hòa Phát thì nhìn chung là nếu mà cái dòng nó tốt thì kỳ vọng nó về lại cái vùng nền biên trên, khỏi tương đương khỏi ở cái vùng giá gọi là vùng giá 22. Đó thì những cái mã cổ phiếu của Hòa Phát á là thứ nhất là cái vốn hóa lớn, nhưng mà nó lại nằm trong một cái dòng nó đang có những cái dấu hiệu nó bứt thoát, đúng không ạ, nó vẫn đang nằm trong những cái dòng nó khỏe, thì em vẫn đánh giá là nó vẫn có khả năng nó quay trở lại những cái vùng kháng cự này. Đấy, đây là những cái điểm target trước mắt, gọi là những cái điểm kháng cự đầu tiên đối với cổ phiếu, anh chị lưu ý ha. Đấy là nhóm ngành thép. Rồi tiếp theo qua những cái nhóm ngành mà nó có những cái sự vận động chung theo với thị trường, chính là những cái trạng thái nhóm ngành gọi là nhóm ngành chứng khoán, có nghĩa là nhóm ngành chứng khoán nó đi theo một cái mô típ gọi là mô típ tích lũy, tức là cứ về biên dưới chị mình mua, lên biên trên chị mình bán, nếu mà mình ưa thích những cái nhóm ngành này, anh chị lưu ý ha. Đấy, nên là SSI cũng thế nè. Đấy, có nghĩa là những cái trạng thái nó bắt đầu gọi là cái phiên này mở biên này mà nó không có thiên hướng nó thùng á, không có thiên hướng nó test lại á, thì đây chính là những cái vùng nền biên dưới đối với cổ phiếu, thì những cái vùng nền biên trên nó sẽ rơi vào khoảng vùng giá 21, đúng không ạ, 21 đến giá 21.5. đấy thì kỳ vọng nó sẽ quay trở lại nó test lại vùng giá biên trên, thì vô hình chung đối với những cái nhóm ngành này á mà nó quay trở lại nó test vùng giá biên trên á, thì lúc đó thị trường chung của chúng ta em đánh giá nó đang ở ở những cái vùng gọi là cái vùng này đấy, nên là mình phải nhìn qua được những cái mà cổ phiếu gọi là nó có những cái sự tác động đối với thị trường như thế nào để mà mình nhận diện qua tốt những cái yếu tố cái vùng target của từng cái nhịp độ của thị trường của chúng ta, anh chị lưu ý ha. Nên là những con này cứ về biên dưới chị mình tham gia, lên biên trên chị mình bán ra, cơ bản nó sẽ không có sóng nhưng mà nó sẽ có những cái mức độ nó dập dìu trong những cái gọi là cái vùng tích lũy, đúng không ạ, cơ bản đây là vẫn là một cái vùng tích lũy lớn đối với cổ phiếu. Những cái con này á mà khi mà nó vào sóng á, nó sẽ có một cái cơn sóng lớn về sau, nhưng mà cái bản chất ngắn hạn thì sao vậy, thì nó vẫn đang trong một cái nhịp độ tích lũy, nên là tích lũy thì nó cứ về miền dưới nó lên miền trên như thế thôi, nó sẽ tạo ra một cái gọi là cái vùng biên nhất định đối với cổ phiếu, anh chị lưu ý ha. Nên là cứ 18 với giá 22 đấy, cứ quanh ngành ngưỡng đó anh chị mình lưu ý hai về hai cái vùng nền biên dưới biên trên, hay là VCA cũng thế này đấy, cứ nó cứ vận động theo một cái chiều hướng tích lũy thôi, đây là một cái chiều hướng tích lũy đối với cổ phiếu, đúng không ạ, cứ về biên dưới chị mình lưu ý, và lên biên trên là về biên dưới chết là chị mình đừng nên bán ra, và lên biên trên chết là chị mình đừng nên mua vào, đúng không ạ, khi mà về kháng cự anh chị mình đừng nên mua vào, tại vì sao, mình xác định là chu kỳ tích lũy, tích lũy thì lên biên trên nó sẽ gặp áp lực và xuống biên dưới nó sẽ có những cái lực đỡ, đó là những cái con này cứ lên xuống biên dưới chị mình mua, lên biên trên chị mình bán, đây là một cái chiến lược của những cái nhóm ngành thuộc dạng đồng pha theo thị trường ha. Đây là VND, tương tự như VND cũng thế thôi, hôm nay biên dưới em tham gia. Đấy, những nhà tôi đang ưa thích thì hôm nay em có khuyến nghị tham gia, đúng không ạ, thì lên bên trên thì mình chốt ra vùng giá 16, chốt ra, đúng không ạ, đó là cứ đi theo một cái mô típ tích lũy thôi. Đấy, nên là cái nhóm ngành tích lũy thì mình mua như thế nào, nghe tích lũy cứ về bên dưới mình mua, nhưng mà những cái nhóm ngành mà nó vào sóng á thì chỉ mình mua khi cổ phiếu nó vừa mới bứt thoát, thì đấy là những cái điểm mua nó hợp lý của từng cái nhóm ngành, từng cái mảng cổ phiếu, anh chị lưu ý ha. Còn những cái con giống như con chìm thông BIDV nó tiếp tục nó tăng, có nghĩa là xu hướng nó vẫn cứ tiếp tục nó tăng thôi, những con này thì mình cứ chặn lại, nếu mà thủng giá 46, không thủng giá 46 chị mình cứ nắm giữ thôi, anh chị lưu ý ha. Là CTG này bắt đầu nó gặp lại những cái vùng kháng cự thì khả năng nó sẽ tích lũy lại ngang lại quanh ngưỡng này một vài phiên. Đấy, những cái con này mà nó vẫn tăng á thì nó sẽ tác động tích cực đối với thị trường chung của chúng ta, đó là những con này khi nào nó đi ngang trở lại một vài phiên á thì nó sẽ là những cái dư địa tốt cho những cái giai đoạn tiếp theo, anh chị lưu ý ha. Hay là LBB này, khi nào bứt thoát nhảy 15 nó sẽ là những cái điểm rắc và những cái điểm tạo ra những cái điểm xu hướng tiếp theo đối với cổ phiếu ha. Hay là những con giống STB cũng thế này, bắt đầu giữ nên này, thì những con này sao chị vẫn đang một cái nhịp độ tích lũy thôi, đấy cứ giữ nhịp nè, lưng lưng như thế này thì rất là khó tham gia. Đấy, anh chị lưu ý ha, lưng lưng như thế này thì cực kỳ khó tham gia. Đấy, nên là tại vì sao? Tại vì nó đang đi trong một cái biên độ ở giữa những cái vùng gọi là vùng biên dưới và vùng biên trên, nên là nó sẽ tương đối khó để mà anh chị mình đầu tư. Nó là nhìn chung là giai đoạn này để mà hợp thời á thì mình nên ưu tiên vào những cái con, thứ nhất là con khỏe thị trường, những cái con thuộc dạng có sóng, còn là có sóng ngành, có sóng cổ phiếu, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ hai chính là những cái con mà đồng phe theo thị trường á, cứ về bên dưới mua lên mình trên bán, nó sẽ hợp lý hơn, anh chị lưu ý ha. Nên là mình cứ đối với những cái con này mà anh chị mình ưa thích á thì mình cứ kiên nhẫn đi, chờ đợi nó về lại bên dưới chị mình mua, lên mình trên chị mình bán ra. Chứ còn bản chất để mà có sóng ngay thì em đánh giá nó chưa cao đối với những cái nhóm ngành mà nó vận động chung theo thị trường như thế này ha. Hay là tương tự MBB cũng thế này, đây bên dưới cổ phiếu này, nhưng mà anh chị mình lưu ý về con MBB nó đang có được, còn là nó đang có những cái yếu tố gọi là nó liên quan đến đến trái phiếu của Novaland á, nên là nhìn chung anh chị mình sẽ thấy là giai đoạn này nó tương đối yếu,
Đấy, nên là nhưng mà cái bản chất nó về bên dưới thôi thì nó vẫn có khả năng hồi phục trở lại, nhưng mà hồi phục theo đồng thuận theo những cái yếu tố mặt thị trường thôi, anh chị lưu ý ha. Hay là những con VBank này hôm nay hồi phục này, đúng không ạ, cứ về bên dưới là bên trên thôi, là bên trên quanh cái ngưỡng giá 10 19 này đấy, thì kỳ vọng lên giá 19 này đấy sẽ là những cái vùng đỉnh biên trên mà nó sẽ gặp áp lực, nên là cứ về bên dưới mua lên bên trên bán ra đấy, để mà nó giảm tài những cái áp lực và để nó phù hợp với cái tình trạng hiện tại của thị trường của chúng ta, anh chị lưu ý ha. Còn đối với trạng thái của những ngành gọi là những ngành bất động sản thì giống như là cái việc mà nó biến động chung theo những cái yếu tố về mặt tin tức á, nên là nó cái độ rủi ro nó sẽ cao, và anh chị mình đặc biệt là cái thế đánh của cổ phiếu này nó vẫn đang trong một cái thế gọi là cái thế thế giảm, đúng không ạ, nên là cái việc hồi lên nó sẽ tương đối khó, gọi là nó sẽ tương đối gặp nhiều cái áp lực, nên là kỳ vọng này cổ phiếu này nó sẽ quay trở lại, nó test lại cái nền này này đó, thì cái vùng giá 12, 12.x, 13 nó sẽ là những cái vùng kháng cự. Nhưng mà anh chị mình lưu ý nè, để mà gọi là mình đối với cái việc mà nhóm ngành bất động sản vận động á, thì chỉ cần nó bớt tiêu cực đi, có nghĩa là chỉ cần nó không tạo ra những cái phiên sang liên tục đi, thì nó sẽ gọi là nó sẽ là những cái tiền đề cho các mã cổ phiếu khác, các nhóm cổ phiếu khác bứt phá thôi, anh chị lưu ý. À, nên là mình để nhóm này để mình đầu tư những cái nhóm khác thôi, thì cái độ rủi ro của anh chị mình nó sẽ ít hơn, anh chị lưu ý. À, là DG thế này, cái mức độ hồi phục nó tương đối bé, nó rất là bé, giảm thì giảm sàn nhưng mà hồi lại có 2%, nên rất là khó để cho anh chị mình đầu tư, đúng không ạ? Thì nhưng mà kỳ vọng thì khi mà cái nó đã có những cái động thái rồi á, thì kỳ vọng đây sẽ là những cái vùng nền đáy đầu tiên, nó hồi phục lên quanh cái ngưỡng vùng giá gọi là trước mắt vùng giá 14, đó là những cái vùng nền trước đối với cổ phiếu ha. Hay là CEO thì nó tương đối nó gọi là nó có những cái sự vận động nó dự giá tốt hơn, tại vì sao chị, tại vì cùng CEO thì nó không dính đến những cái vấn đề về mặt trái phiếu, nên là chị mình thấy CEO này hay là Khang Điền này hay là Nam Long nữa là nó không dính đến trái phiếu á, thì chị mình sẽ thấy cái mức độ điều chỉnh nó ít hơn so với những cái mã cổ phiếu khác nó liên quan đến trái phiếu, anh chị lưu ý ha. Nhưng mà cái bản chất những cái nhóm ngành này vẫn là những cái nhóm ngành yếu, và mình gọi là mình nên ưu tiên cho những cái mã cổ phiếu nó khỏe hơn. Nó yếu là giống như đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ này, gì không hồi phục chả bao nhiêu cả, nó cái trend nó là cái trend xuống, đúng không ạ, đây là một cái điều chỉnh trend giảm này. Đấy, nên sao chị, cái thế đánh quan trọng là cái thế đánh của cái nhóm ngành nó như thế nào. Đấy, nên là trong một cái chu kỳ tích lũy nó sẽ có những cái nhóm ngành nó giảm như thế này, nhưng mà nó sẽ có những cái nhóm ngành nó bứt phá bật tăng đấy, từ đó nó mới bù trừ cho nhau và nó hình thành nên những cái giai đoạn sideways của thị trường, đúng không ạ. Nên là khi nào á, cái áp lực của những cái nhóm ngành điều chỉnh giảm á, mà nó thu hẹp trở lại, áp lực nó ít trở lại, thì những cái vô hình chung á, thì nó những cái nhóm ngành mà nó đóng góp chỉ số tăng á, nó tạo ra những cái yếu tố nó bật tăng lên, thì lúc đó thị trường chung của chúng ta nó sẽ có những cái biên tăng nó về lại biên trên, đúng không ạ. Còn khi nào những cái nhóm ngành này nó gây ra một cái hiệu ứng tiêu cực, mà nhóm ngành gọi là nhóm ngành khỏe, nhóm ngành mạnh á, nó không gọi là tạo ra những cái điểm chận á, thì lúc đó là thị trường chung của chúng ta nó có những cái nhịp độ điều chỉnh, đúng không ạ. Đấy, nên là chị mình cứ gọi là các nhóm ngành này nó cứ liên gọi là cái yếu tố nó bù trừ cho nhau thôi, nên là chị mình cứ quan sát và quan tâm vào những cái con mạnh là nó sẽ phù hợp hơn đối với thị trường của chúng ta, anh chị lưu ý ha. Thì cơ bản cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên mở biên của thị trường và mở biên ra tạo ra một cái điểm xu hướng, nên làm kỳ vọng nó sẽ quay trở lại, nó lắp ráp quanh cái ngưỡng vùng 1080 cho những cái dự định tiếp theo. Và cái yếu tố mà mình quan tâm vẫn là những cái con cổ phiếu mạnh, những cái con cổ phiếu khỏe để mà mình cùng nhau mình đầu tư trên cái thị trường này ha. Thì nếu mà anh chị mình thấy hay, đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất, cũng là những cái động lực để mà làm ra những video tiếp theo. Nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình, thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339079856 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng. Thì hôm nay cũng ngày 8 tháng 3, em cũng xin kính chúc những quý anh, em xin lỗi, em cũng xin kính chúc quý cô, quý dì, quý bác, quý chị, quý em, để mình cũng có một cái ngày 8 tháng 3 thật là ý nghĩa, và mình sẽ nhận nhiều quà. Đấy, mình luôn xinh đẹp và giữ những cái trạng thái vui tươi, yêu đời đối với thị trường, đối với cái cuộc sống của chúng ta, anh chị lưu ý ha. Thì đó là một vài cái nhận định của em, thì em cũng kính chúc anh chị mình một buổi tối vui vẻ, và hứa hẹn thị trường chung của chúng ta sẽ tiếp một cái đà hồi phục, tạo ra những cái điểm sóng để mà mình cùng nhau mình tìm kiếm cơ hội trên thị trường này, nó sẽ hiệu quả và nó sẽ thật thuận lợi ha. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây, em xin kính chào anh chị mình, hẹn anh chị mình vào video kế tiếp ạ.